Đây là một thử thách sinh tồn trên hoang đảo 21 ngày. Trong video lần này, chúng ta sẽ được thấy cách bọn họ săn mồi với một nguồn thức ăn phong phú. Đây chính là một hoang đảo nằm ở Ecuador. Bề ngoài thì nhìn hòn đảo này rất giống một địa điểm du lịch. Thế nhưng xung quanh nó là địa bàn của cá mập. Bờ biển thường xuyên đối mặt với sự công kích của hải triều và chẳng có ai tới đây để bơi cả. Hôm nay, hai người này, một nam và một nữ sẽ tới đây thực hiện thử thách. Cô gái là một huấn luyện viên dạy cưỡi ngựa. Cô ấy rất giỏi việc tạo lửa và săn mồi. Cô tới tham gia chương trình này là để chứng minh cô không hề thua kém đàn ông. Trong khi người đồng hành với cô là một anh chàng có sở thích du lịch phượt. Anh ta học được không ít những kỹ năng sinh tồn. Anh ta vô cùng phấn khích mỗi khi nghĩ tới việc sinh tồn trên đảo hoang. Hai người cởi chuồng tới gặp nhau và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lúc này lại có thêm một người nữa đi tới. Người này tên là Tanner. Thử thách sinh tồn lần này ba người sẽ cùng nhau vượt qua. Tanner vô cùng thích chơi những trò chơi mạo hiểm. Anh ta hy vọng lần này mình có thể vượt qua thử thách. Hai người kia cũng không ngờ là mình lại có thêm một người đồng đội nữa. Bởi vì có thêm một người tức là độ khó sẽ tăng lên. Giờ đây bọn họ nhanh chóng di chuyển tới bờ biển bằng cách băng qua khu rừng. Trong rừng có rất nhiều muỗi và kiến. Ngoài ra gai của các loại cây khiến bọn họ gặp khó trong việc di chuyển. Vừa đi, bọn họ vừa thu thập vật tư. Bọn họ cũng đã tìm được nguồn nước và lúc này chuẩn bị dựng trại để nghỉ ngơi. Trời cũng đã không còn sớm nữa, bọn họ đã bắt tay vào công chuyện. Bọn họ phân chia nhiệm vụ cho nhau để đi thu thập vật tư. Bởi vì có hai người đàn ông nên mấy việc nặng sẽ do hai người đảm nhận. Độ ẩm ở đây khá cao nên khá là khó mà tạo lửa. Tuy nhiên việc tạo lửa vốn là sở trường của cô gái nên nhanh chóng bọn họ đã có lửa sưởi ấm. Lúc này bọn họ có lửa để đun nước uống. Buổi đêm đầu tiên khá vui vẻ, bọn họ chỉ nằm và nói chuyện chứ không làm gì khác. Lúc đang ngủ thì trời đổ mưa. Bọn họ vội vã dùng lá cây để làm mái che không cho lửa bị dập tắt. Sáng hôm sau bọn họ vội vã làm mái che để tránh có cơn mưa bất ngờ. Việc hợp tác giữa ba người diễn ra khá thuận lợi và không gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên Tanner đang chặt cây và vô tình làm tay bị thương. Hai người kia vội vã đi tới. Vết thương khá là nặng và dễ nhiễm trùng. Bọn họ dùng chỉ khâu vết thương lại cho anh ta. Như vậy là tạm thời anh ta sẽ không thể giúp ích được gì cho hai người kia. Buổi tối thì trời đổ mưa nhưng may mà bọn họ đã có mái che. Buổi sáng tỉnh lại thì bọn họ đun nước lên uống. Sau đó thì bọn họ di chuyển tới bờ biển để xem có bắt được thứ gì về ăn không. Vách đá khá cho nên bọn họ cần cẩn thận. Dưới này rất nhiều hải sản. Bọn họ tranh thủ lúc thủy triều chưa dâng lên và mang hải sản về. Bọn họ bỏ hải sản bắt được vào nồi rồi luộc chín xong mới ăn. Mùi vị khá là ổn. Tuy nhiên sau khi ăn no thì bụng dạ của cô gái có chút khó chịu. Cô ấy nôn mửa và vô cùng mệt. Chỉ mới vài ngày trôi qua thì đã có hai người gặp một vài vấn đề. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ không biết bản thân có thể vượt qua thử thách hay không. Trên vách đá có rất nhiều cua nhưng hai người đàn ông chẳng có cách nào để bắt được. Bọn họ quay về trại và thương lượng. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một con rắn. Nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra nó chỉ là một con rắn nhỏ. Bọn họ nướng nó lên và ăn, tuy nhiên nó quá nhỏ để no bụng. Lúc này thì cơ thể của cô gái cũng khỏe hơn nhiều. Cô ấy một mình tới bờ biển để tìm đồ ăn. Dưới nước có không ít cá nhưng không có cách nào bắt được. Thức ăn thì không tìm được mà cô ấy còn vô tình tự khiến bản thân bị thương. Cô ấy tìm cách quay lại căn cứ nhưng chân đã bị thương. Cô cố gắng di chuyển nhưng tình trạng cơ thể ngày càng tệ hơn. Hai người kia thấy cô gái bị thương liền liên hệ với đội y tế khẩn cấp. Tuy nhiên vết thương không mấy nghiêm trọng và nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Lúc này vấn đề nguồn nước đang vô cùng cấp bách. Tình hình lúc này đang khá tệ. Hai người đàn ông vội vã đi thu thập nước uống cho cô gái. Ngày hôm sau cô ấy chỉ có thể ngồi im một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này bọn họ đang rất đói bụng. Khi trời tạnh mưa, Tanner rất muốn đi săn. Thế nhưng tay của anh ta vẫn chưa khỏi hẳn. Tới ngày thứ 9, tay của anh ta vô cùng đau khi hôm đó trời mưa và có sấm chớp. Tanner đã rất chán nản và chỉ muốn về nhà. Mặc cho hai người kia động viên anh nhưng anh chỉ muốn trở về nhà với mẹ. Trước khi xin bỏ cuộc, anh ta giúp hai người ở lại một vài việc cuối cùng. Anh ta liên hệ với người của chương trình tới đón và tạm biệt hai người kia. Sau khi Tanner bỏ cuộc, hai người kia vẫn phải tiếp tục thử thách. Cô gái ngồi một chỗ và nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ khi mới tới đây. Hai người di chuyển tới bờ biển để đánh bắt cá. Lúc này thủy triều cũng rút nên có cơ hội bắt được hải sản về ăn. Cô gái dùng vật dụng để đánh bắt cá nhưng hiệu quả không tốt cho lắm. Anh chàng kia thì tìm thấy rất nhiều nhím biển. Mặc dù nó không có thịt nhưng cũng đủ để bổ sung dinh dưỡng. Cơ thể của cô gái thì không tốt cho lắm và chỉ ngồi im nhìn anh chàng kia làm việc. Sau khi có đủ số nhím biển thì hai người mang về để nấu. Lúc này bác sĩ tới và kiểm tra cơ thể của cô gái. Bác sĩ đề xuất cô cần ăn thứ gì đó để cơ thể có năng lượng và hồi phục. Lúc này đã có nước và có thức ăn, bọn họ tạm thời vượt qua được thêm một ngày. Hai người chỉ đánh ăn nhím biển để có thể sống sót. Buổi tối, cô gái cảm thấy chóng mặt. Sáng hôm sau thì bác sĩ tới kiểm tra cho cô. Tuy nhiên tình hình không quá nghiêm trọng. Bác sĩ cảm thấy cô ấy vẫn có thể kiên trì. Tuy nhiên cô ấy lại không muốn tiếp tục nữa. Cô đã quyết định bỏ cuộc. Giờ đây chỉ còn lại duy nhất anh chàng này. Liệu anh ta có thể thuận lợi vượt qua thử thách hay không? Hai người đồng đội của anh đều đã bỏ cuộc. Một người bỏ cuộc vì tay bị thương. Người còn lại thì bị dị ứng hải sản và nôn mửa. Lúc này chỉ còn lại một mình anh ta thực hiện thử thách. Anh ta đi bên bờ biển và bắt ốc về để ăn. Anh hy vọng cơ thể sẽ có sức lực để làm việc. Bận bịu cả ngày trời nhưng chẳng tìm thấy con cá nào. Anh ta chỉ đành quay lại căn cứ để nghỉ ngơi. Lúc này cái mái của anh đã bắt đầu bị ngấm nước và bị rột. Do đó anh ta cần thay thế cái mái cũ này. Sau khi sửa sang xong thì anh ta mới nghỉ ngơi. Vấn đề cấp bách lúc này là tìm được nguồn thức ăn. Anh ta quyết định làm một cái bẫy đặt ở trong rừng. Ý tưởng thì khá là tốt, chỉ không biết hiệu quả sẽ ra sao mà thôi.
Mấy ngày qua anh ta chưa được ăn thứ gì, do đó anh ta chỉ đánh bắt vài con sâu để ăn tạm. Mặc dù đã nướng lên rồi nhưng mùi vị của nó vẫn rất ghê. Anh ta lúc này đang rất nhớ người nhà của mình. Anh ta thề rằng khi về nhà sẽ đi ăn một bữa no nê. Anh ta còn cách thắng lợi vài ngày nữa. Anh ta tiếp tục tới bờ biển tìm thức ăn và phát hiện một con cá lớn. Anh ta lập tức dùng vũ khí chọc chết con cá. Hóa ra nó không phải cá mà là một con mực to. Con cá mực này đủ để anh ta ăn trong vài ngày. Anh ta xử lý và chế biến con mực rồi bỏ vào nồi luộc chín. Đói vài ngày qua, hôm nay anh ta đã có hải sản để ăn. Anh ta mang nó lên nướng thêm để mùi vị thơm hơn. Nhiều ngày qua, đây có lẽ là ngày anh ta hạnh phúc nhất. Chỉ có điều là hai người đã bỏ cuộc không ở đây để chứng kiến điều này. Anh ta hy vọng bản thân có thể trụ vững cho tới khi hoàn thành thử thách. Anh ta nghỉ ngơi và không nghĩ ngợi nhiều nữa. Đi tới đâu thì tính tới đó vậy. Cuối cùng thì đã tới ngày anh ta rời khỏi hòn đảo này. Từ bản đồ, hòn đảo này cách nơi anh ta cần tới không quá xa. Trước khi rời đi, anh ta dập lửa. Anh ta có chút không đỡ khi phải tạm biệt túp lều của mình. Lúc này là thời điểm thủy triều chưa dâng lên. Anh ta cần nhanh chóng di chuyển rời khỏi nơi này. Rất nhanh anh ta đã băng qua khu rừng và đi tới bờ biển. Sau khi đi xuống bờ biển thì anh ta quyết định sẽ bơi dưới biển. Tốc độ có vẻ không nhanh lắm khi anh ta liên tục bị sóng đánh. Cũng may là đoàn quay phim kịp thời đi tới, nếu không thì chắc ta toang rồi. Anh ta lúc này vô cùng phấn khích khi bản thân đã hoàn thành thử thách. Video tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.